Rồi ok, xin chào các bác. Thì trên cái điện thoại LG nhà mình ấy, đặc biệt là cái bản Hàn ấy, thì thường thường là cái app camera gốc ấy, nó sẽ không cho các bác tắt được âm thanh của nó đâu. Thì nó sẽ kêu như này này. Đó. Thì khi mà kêu như vậy ấy, nhiều khi các bác muốn chụp trộm hoặc là chụp tế nhị thì khá là bất tiện. Thì muốn tắt được âm thanh ở trên cái khi mà chụp hình ấy, ở trên cái điện thoại LG nhà mình ấy, thì cũng có khá nhiều cách. Và các bác hay dùng nhất là cái dùng là cài cái app Gcam ấy, thì khi mà cài app Gcam ấy, nó sẽ cho các bác tắt được cái âm chụp ảnh này và nó nâng cao được chất lượng ảnh của các bác lên. Nhưng mà bù lại ấy, thì cái Gcam đấy cũng khá là khó cài và nhiều khi là nó gây một số cái ảnh hưởng phụ đến cái điện thoại của mình, nhiều khi nó hay bị sập nguồn hoặc gì đấy. Nhiều bác bị như vậy rồi. Thì có một cách nữa rất đơn giản hơn là các bác cài thêm một cái app nữa mà nó sẽ cho các bác tắt được âm thanh khi mà mở cái app camera gốc lên ấy. Thì cái app đấy các bác vào set play các bác tìm, nó cũng dễ thôi. Đây, thì các bác vào set play thì em đã cài nó ra đây rồi. Đây này, đó là cái app đây, các bác thấy này, cái app này này, đây nó là cái app Silent Mode này, Pro này. Đó, thì các bác nào mà không tìm thấy ấy, thì các bác xuống phần mô tả các bác sẽ thấy cái app này, hoặc là các bác tìm trên Google cũng sẽ thấy thôi. Tùy là hình như cái bản này nó có tính phí thì phải, cái bản này em mua nhớ là lâu lắm rồi, phí thì nó cũng rẻ thôi, không đáng gì. Và khi các bác cài đã được rồi ấy, thì các bác vào cái app đấy, các bác vào app đấy này, đó thì nó sẽ bảo các bác là chỉ cần bật cái chỗ màu xanh này lên thôi, bật lên này, bật lên là ok luôn, bật lên này. Đó, và các bác nó yêu cầu set một chỗ quyền nữa thì các bác ok đi, ok này. Đấy, nó sẽ đưa các bác vào cái chỗ phần trong cái đặt này này. Đấy, các bác cái chỗ silent mode này này nó đang tắt thì các bác cũng bật lên thôi. Ok, bật lên là được. Đó, bật lên như này này, ok xong rồi nhá, bật lên rồi này. Đấy, và chỗ này nó cũng bật lên rồi. Đấy, và như thế đã xong rồi, các bác vào cái app camera gốc này. Đấy, nó tắt âm thanh này này. Đấy, các bác chỉ cần vào đấy, nó các bác bật này, chụp ảnh này. Đấy. Đấy, nó có kêu nữa đâu. Rất là dễ thôi. Đấy. Rất là dễ thôi. Và các bác muốn không muốn nó tắt thêm nữa ấy, thì các bác lại vào cái app lúc nãy thôi, các bác tắt nó đi thôi thì nó sẽ lại kêu thôi. Đây. Đấy, thấy chưa? Các bác rất là dễ thôi. Thì em nghĩ là cái app này cũng có rất nhiều người biết rồi, thì hy vọng là bác nào chưa biết ấy, thì cài cái app này cho dễ và nó cái app này nó không gây một cái ảnh hưởng gì cho cái máy mình cả. Đó, ok, chào các bác.